Năm 2012, với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, người đứng đầu Đảng ta đã thẳng thắn thừa nhận những tồn tại yếu kém trong Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Nghị quyết đã chỉ rõ, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Tiếp sau đó, năm 2016, Đảng khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn mà người dân vẫn thường gọi là chiến dịch đốt lò. 6 năm qua, có người là Ủy viên Bộ Chính trị đã bị bắt. Có người từng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phải đứng trước vành móng ngựa. Kể cả là Trung tướng Công an bảo kê cho đường dây cơ bạc cũng phải chịu tuyên án. Và Bộ trưởng về hưu cũng không thể hạ cánh an toàn. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng cùng với chiến dịch đốt lò chính là cuộc chiến trực diện nhất, quyết liệt nhất nhằm vào những thế lực ghê gớm nhất đang thao túng mọi mặt và đẩy Đảng đứng trước nguy cơ của sự tồn vong. Từ đây, thắp lên trong nhân dân cùng những đảng viên yêu Đảng niềm tin về khả năng tự soi, tự sửa, tự chỉnh đốn để trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, thời gian qua, chúng ta vẫn phải chứng kiến những vụ việc tham nhũng tiêu cực của cán bộ đảng viên bị phanh phui. Gần đây nhất là vụ việc hàng loạt cán bộ đảng viên nắm vị trí quan trọng trong Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã bị bắt vì nhận hối lộ, móc nối với doanh nghiệp để trục lợi từ các chuyến bay giải cứu đưa người Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19. Và trước đó là vụ kit test Việt Á. Có vẻ như có những cán bộ đảng viên không sợ, không ngại việc bị xử lý kỷ luật. Cứ có lợi cho bản thân là hành động. Vậy làm thế nào để công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt được hiệu quả như mục tiêu đề ra? Làm sao để giải quyết được gốc rễ những vấn đề trong Đảng? Làm sao để có thể chống suy thoái và xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc? Đúng là cái việc mà chúng ta triển khai cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực thì mặc dù là đã đạt được kết quả rất là to lớn và nó đã lấy lại được lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Thế nhưng mà cái sự nghiệp mà xây dựng chỉnh đốn Đảng và cái công cuộc đốt lò như chúng ta thường nói thì vẫn là giải quyết phần ngọn của vấn đề. Cán bộ đảng viên có sai phạm rồi, có những hành vi sai trái rồi và bị phát hiện rồi. Thế bây giờ là gì? Cái bước cuối cùng là xử lý thôi. Xét cho đến cùng, việc chống tham nhũng ngày hôm nay chúng ta mới một phần nào đó khắc phục cái hậu quả của tham nhũng thôi. Còn tận gốc của vấn đề nó không phải là vấn đề kinh tế mà đó là vấn đề chính trị. Sáu năm qua, đã có không ít cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương bị xử lý kỷ luật. Lò lửa chống tham nhũng cháy mỗi ngày một to, củi mỗi ngày một nhiều. Nhưng số cán bộ đảng viên mắc sai phạm không vì thế mà ít đi. Tiêu cực tham nhũng không vì thế mà dừng lại. Xây dựng chỉnh đốn Đảng bằng việc xử lý kỷ luật, đưa những đảng viên suy thoái ra khỏi Đảng là giải pháp quan trọng, cấp bách thường xuyên. Nhưng giải pháp cơ bản mang tính chiến lược lâu dài thì phải chú trọng xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Mà công việc đó bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Chất lượng đội ngũ đảng viên quy định chất lượng các tổ chức Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Vai trò lãnh đạo uy tín của Đảng đối với xã hội do phẩm chất năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành. Chúng ta thấy xây dựng Đảng từ gốc, từ xây dựng đội ngũ đảng viên là chính xác đó. Bởi vì chúng ta thấy đảng viên có cái vị trí vai trò rất to lớn. Từ ngay cái mục tiêu lý tưởng mà Đảng đề ra ấy, thì cũng do, thực ra là cuối cùng thì cũng vẫn phải do cái đội ngũ đảng viên tự từ mình thực hiện, gương mẫu thực hiện rồi lôi cuốn thành phong trào. Cái thứ hai là cái trong cái thể hiện là rất rõ là trong cái vai trò của đảng viên với tổ chức. Quy định trong điều lệ ghi rõ rồi, 3 đảng viên chính thức trở lên thì mới thành lập được chi bộ. Tức là có đảng viên thì mới có tổ chức. Sức mạnh của Đảng ta là sức mạnh tổng hợp của tất cả các đảng viên.
Bác Hồ trong cái cuốn Thường thức chính trị viết năm 1953, bác đã nêu là gì? Là đảng ta là do các đảng viên tập hợp mà tổ chức nên. Và nếu mà mỗi đảng viên mà là tốt thì đảng ta sẽ là tốt, là vững mạnh trong sạch. Đảng viên tốt là do rèn luyện mà nên. Mà việc rèn luyện đó không phải ngày 1, ngày 2. Đó là cả quá trình kiên trì, bền bỉ, tự mình trau dồi chuyên môn và phẩm chất đạo đức mỗi ngày. Trong cuộc sống ngày hôm nay, với những cám dỗ lớn lao từ tiền tài, địa vị, nếu không tự mình trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thì rất khó giữ được tấm lòng trong sáng, kiên định được mục tiêu, lý tưởng của người đảng viên. Thực tế đã có những bài học cay đắng do thiếu tu dưỡng đạo đức mà thành. Có những đảng viên trong gian khổ thì hăng hái, trung thành. Nhưng khi có trong tay quyền lực thì kiêu ngạo, xa xỉ, tham ô, lãng phí. Có người từng là tấm gương chiến đấu một thời, là thần tượng của cả một thế hệ, được đảng, quân đội và nhân dân phong tặng danh hiệu anh hùng. Nhưng khi về hưu lại thay đổi. Những người này thậm chí đã kiên trì phấn đấu gần hết cuộc đời, nhưng cuối cùng sự nghiệp lại đổ vỡ, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Đó là do họ đã không thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sớm bằng lòng, tự mãn với bản thân, để rồi dần suy thoái. Chống suy thoái từ gốc thì cái quan trọng nhất đó vẫn là vấn đề rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Song song với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đó là nâng cao đạo đức cách mạng. Hai vấn đề, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, là một cặp song trùng để hội tụ trong người cán bộ đảng viên, để họ có thể chống được suy thoái, hay nói cách khác, họ chống được những tác động tiêu cực từ bên ngoài vào họ, và bản thân họ có đủ năng lực nội sinh để chống đỡ lại tất cả cái sự cám dỗ xấu xa từ bên ngoài. Đôi khi chúng ta cứ tự cho rằng là cái người nào vào đảng đấy là người tốt rồi, mà đã vào đảng rồi thì đương nhiên người ta là người tốt. Nhưng thực ra chúng ta cũng thấy rồi, Bác Hồ cũng dạy chúng ta rồi, có những người hôm qua là anh hùng, là dũng sĩ, là cái tấm gương đấy, thế nhưng mà do ấy là không biết giữ gìn, đây là thoái hóa biến chất, giống như bây giờ đảng ta chỉ rõ ra là tự chuyển hóa đấy, là tự diễn biến đấy, rồi suy thoái đấy. Thế thì lúc ấy là người ta thay đổi. Vậy thì cái giải pháp căn cốt ở đây theo tôi ấy, là mỗi người đảng viên là phải không ngừng ấy, là tự mình rèn luyện tu dưỡng đạo đức hàng ngày. Đấy, coi như đây là cái việc phải làm thường xuyên hàng ngày. Ấy như bác dạy là gì? Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, từ dưới đất chui lên. Nó do rèn luyện hàng ngày mà có. Những cái đảng viên được giao trọng trách cán bộ lãnh đạo quản lý, nắm trong tay cái quyền lực mà họ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, thì những đảng viên ấy phải tự mình tu dưỡng rèn luyện, tự mình vượt lên chính mình, tự mình vượt qua cám dỗ của đồng tiền, vượt qua cám dỗ của lợi ích vật chất. Họ phải có một cái sức đề kháng rất là cao, không bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, để mà hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xây dựng đảng viên tốt là công việc xây dựng con người. Để đảng vững mạnh từ gốc thì xây dựng con người phải đi liền với xây dựng tổ chức. Tổ chức gốc rễ của đảng là chi bộ. Chi bộ chính là sợi dây chuyền để liên hệ đảng và quần chúng. Các chi bộ mạnh tức là đảng mạnh, các chi ủy vững tức là chi bộ mạnh. Nhân tố chi bộ tốt đó là nhân tố về mặt tổ chức. Nhân tố đảng viên tốt là nhân tố về mặt con người. Nếu theo Hồ Chí Minh cho rằng là nếu chúng ta xây dựng đảng tốt cả về mặt tổ chức, tốt cả về mặt con người, tức là xây dựng chi bộ tốt và đảng tốt, từ người đảng viên tốt, thì đảng ta sẽ vững mạnh, đảng ta sẽ có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì dù là khăn gian khó nhất. Từ những sai phạm của đảng viên sẽ thấy trách nhiệm của các chi bộ. Sai phạm bắt đầu từ những khuyết điểm nhỏ, nhưng vì không có sự phê bình, nhắc nhở, quản lý giáo dục của tổ chức, lâu dần trở thành vết trượt dài, không cứu vãn nổi. Có những nơi chi bộ đã buông lỏng vai trò của mình, hoạt động không hiệu quả, đánh mất sức chiến đấu, để rồi những buổi sinh hoạt trở nên hình thức. Đảng viên của chi bộ càng ngày càng suy thoái mà chi bộ không thấy, không nghe, hoặc có thấy có nghe mà nể nang né tránh. Không thiếu những cái cơ sở là phê bình và tự phê bình mang cái tính hình thức, nể nang, bao che nhau. Có những cái việc mà có khi là cả nước biết
nhưng mà tổ chức đảng lại lờ đi, không biết. Mà cái đặc biệt nữa là tôi cũng rất lo về cái tình trạng là sinh hoạt chi bộ quá hình thức. Đấy, định kỳ là vẫn có, ghi vào sổ vẫn có, nhưng mà đến dự để nghe xem sinh hoạt nó thế nào. Đến các cái việc sát sườn như là tôi nói là ví dụ mất an ninh nông thôn rồi mùa màng sâu bệnh rồi các thứ thì không bàn. Thế tự dưng bàn nào là Nga, Ukraine thế nào, hoặc là vớ được câu chuyện nào, ui dồi ôi vừa của ông A, ông B kia là đang nghe nói có vấn đề này, hay là ui dồi vừa rồi là có cái thông cáo báo chí của kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông kia là có vấn đề này. Thế là đem ra bàn, bàn xong nói một thôi một hồi xong rồi thì tóm lại là thông báo ở đây có mấy cái nghị quyết các đồng chí ấy xong, về. Thế trong khi đó những cái nào là đói nghèo rồi trộm cắp rồi dịch bệnh rồi phòng chống nọ kia các thứ, rồi là liên quan đến cơm áo gạo tiền rồi an ninh trật tự thôn xóm thì không bàn. Thì đấy là những cái đấy là do anh chuẩn bị kém, cho nên là người ta không có nội dung để bàn, và anh cũng không có cái tính lãnh đạo, cái tính định hướng trong sinh hoạt chi bộ. Và một cái nữa theo tôi là phải đấu tranh khắc phục được cái bệnh nể nang. Nể nang bởi vì là gì ạ? Thường người Việt, người phương Đông ấy là vuốt mặt nể mũi. Thế là dần dần nó nảy sinh ra một cái tệ, đó là gì? Anh tố tôi thì tôi tố anh, mà anh không tố tôi thì tôi không tố anh. Rốt cuộc là không ai tố ai, nước chảy lá khoai làm cho qua chuyện. Công cuộc cách mạng do nhiều việc nhỏ, nhiều bộ phận xây dựng nên. Không có những việc nhỏ, những bộ phận nhỏ cộng lại thì không thành việc lớn. Giống như cái đồng hồ, nếu thiếu một cái đinh nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cái đồng hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở phải chăm lo củng cố chi bộ, giống như việc muốn làm nhà tốt phải xây nền cho vững. Tôi nghĩ rằng ấy, là cái thứ nhất là cái quy chế sinh hoạt của chi bộ nó phải chặt chẽ. Cái thứ hai là nội dung là cũng phải rõ ràng, chuẩn cái cấp ủy ấy, cái chi ủy ấy, chuẩn bị cái nội dung nó cũng phải chu đáo. Theo tôi là chi bộ phải giao nhiệm vụ cho đảng viên, kể cả việc giao nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý. Ví dụ như là chi bộ phải giao cho đảng viên sinh hoạt chi bộ mình với tư cách là một người lãnh đạo quản lý, anh phải hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ là lãnh đạo quản lý. Nhưng mà đồng thời anh cũng phải thường xuyên báo cáo với chi bộ, phải giải trình với chi bộ, phải trả lời những chất vấn của đảng viên chi bộ về những cái công việc anh làm hàng ngày, về những cái việc mà anh xử lý trong quá trình lãnh đạo quản lý. Anh đừng lấy cái lý do là công tác lãnh đạo quản lý là công tác bí mật mà không báo cáo trước chi bộ. Thậm chí ngược lại, hàng tháng chi bộ phải yêu cầu đảng viên báo cáo cái công việc của mình trước chi bộ để chi bộ thực hiện cái vai trò giám sát đảng viên. Thì có như vậy chúng ta mới quản lý chặt chẽ đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, kể cả đảng viên là cán bộ cấp cao nếu sinh hoạt ở chi bộ rồi. Có chi bộ tốt, đảng viên tốt, nên móng vững chắc thì tất yếu đảng sẽ mạnh. Trong đó quan trọng nhất vẫn ở người đảng viên. Nếu mỗi đảng viên trong chi bộ thực sự suy ngẫm lại bản thân đã nỗ lực, đã làm gì xứng đáng với lời thề trước đảng, từ đó có những sửa đổi dù nhỏ nhưng bền bỉ lâu dài, thì đảng ta sẽ ngày càng sâu rễ, bền gốc, vững vàng trong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân, gặt hái những vụ mùa hạnh phúc.